Cụ ông 72 tuổi livestream bán hàng kiếm tiền trị bệnh hiểm nghèo cho cháu ngoại khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Một cụ ông 72 tuổi ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi trở thành blogger bất đắc dĩ, phải livestream bán mỹ phẩm để kiếm tiền chữa bệnh cho cháu ngoại bị bệnh hiểm nghèo. Cụ thể, cháu ngoại của cụ ông mới gần 6 tháng tuổi được chẩn đoán mắc bệnh teo cơ cột sống. Bác sĩ chẩn đoán bé chỉ có thể sống thêm được 5 tháng. Để kiếm tiền mua thuốc, từ tháng 6 năm 2022, cụ ông đã phải livestream bán mỹ phẩm kiếm tiền. Mỗi ngày, ông livestream hơn 4 tiếng, đã duy trì liên tục được 10 tháng. Dù không hề biết trang điểm, ông đã đến cửa hàng mỹ phẩm để được tư vấn và ghi âm lại. Viết ra các bước dán lên tường rồi học thuộc. Tuổi đã cao, ông phải trang điểm trong tình trạng mắt kém, tay run. Cảnh cụ ông trang điểm trước ống kính chỉ với vài chục bát xem khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Vì cháu ngoại mà cụ ông không ngừng cố gắng kiếm từng đồng để có tiền lo chữa chạy. Thế mới thấy tình yêu thương của ông bà dành cho con cháu nhiều cỡ nào. Chỉ mong cụ ông có sức khỏe và hy vọng bệnh tình của em bé có thể chuyển biến tốt. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp này? Để lại những chia sẻ của mình dưới phần bình luận để TV Trend được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé!